Ta thấy đồng chí cũng chăm chỉ chịu khó từ sáng đến giờ, vất vả nhiều rồi. Vâng. Này đồng chí ăn đi. Ui, điều trưởng tốt quá, tôi cảm ơn điều trưởng. Tốt quá. Là gì? Ơ, đuôi gà của cửa. Gì? Còn đi còn lại chứ. Bây giờ tôi cho cậu đậu 2 miếng nè, cậu phải cho tôi ít nhất 1 cái đuôi gà chứ không? Ăn đi nha. Vâng. Rồi, bụi mù ấy. Mệt thế à? Trời thì nắng mà bắt mình dậy hết cả cái ruộng cỏ này thì bao giờ mới xong. Mà sao dạo này không có lính mới nhỉ? Một mình làm chỗ này chắc phải mấy tháng mất. Ta với quốc gia đồng, ngoài kia nắng lên tươi hồng, dưới bóng cây ngô đồng, linh cún ta vui mông. À, trước kia là tiểu đội trưởng rồi, chắc chức cao hơn mình. Mình ra bắt tay cái đó. Chào tiểu đội trưởng, tôi linh mới của Mê Đê, xin chào tiểu đội trưởng. Tốt, vào làm nhiệm vụ đi, tôi chờ cậu từ sáng đến giờ. Tôi mới nhập ngũ trưa nay mà. Cấp trên báo cáo với tôi từ sáng rồi. Trời ơi, đi vào làm nhiệm vụ đi. Còn ý kiến cho đi dọn chuồng lợn bây giờ ấy. Tại sao đồng chí đi dãy cỏ mà lại mang xẻng? Tôi ngang qua đây, tôi vào chỉ chào đồng chí thôi. Tôi không biết là dãy cỏ. Được rồi, không biết không có tội. Quốc đây, đồng chí làm đi. Thế được đội trưởng không làm à? Ta là đội trưởng sao ta lại phải làm? Ta ở đây giám sát đồng chí. Đồng chí làm đi mẹ. Mạnh cái tay lên, dậy sạch sạch cỏ lên anh lên. Dậy mãi cho xong một cây vậy. Này, cái đồng chí này. Dậy, nhìn chúng ta đang ngồi đây trồng cái tiếp à. Ôi. Tiểu trưởng, tiểu trưởng cầm súng không? Có đi. Tiểu đội trưởng cầm súng không? Cho tôi mượn để tôi đi giết địch. Trời ơi, đúng là lính mới, chẳng biết cái gì qua. Đây là tiếng chuông, đây là tiếng kẻng báo giờ ăn. Trời ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Ăn à? Đi lấy cơm đi nha. Ok, đó. Này, nhớ lấy cả cho ta nhá. Tuân lệnh đồng chí. Sướng thật đấy. Mà ước gì mình được làm tiểu đội trưởng thật. Chẳng phải làm gì cả. Báo cáo tiểu đội trưởng, cơm đến rồi ạ. Báo cáo tiểu đội trưởng, hai đĩa đều như nhau. Một cái đùi gà, hai miếng đậu phụ. Tốt. Đưa cho ta đĩa này. Rồi đồng chí ăn cơm đi. Rõ. Này đồng chí Cún, ta thấy đồng chí cũng chăm chỉ chịu khó từ sáng đến giờ, vất vả nhiều rồi. Vâng. Này đồng chí ăn đi. Ui, điều trưởng tốt quá, tôi cảm ơn điều trưởng. Tốt quá. Không có gì. Đuôi gà của cửa. Gì? Còn đi còn lại chứ. Bây giờ tôi cho cậu đậu 2 miếng nè, cậu phải cho tôi ít nhất 1 cái đuôi gà chứ không? Ăn đi nha. Vâng. Wow. Đuôi gà ngon không? Tôi chỉ thấy ngon thôi. Sao anh chỉ nhìn thấy ngon? Tôi đâu ăn đùi gà đâu. Thế đậu phụ cũng ngon không? Ngon. Tốt, ăn đi. Ăn lấy sức chiều dậy khỏi tiếp. Ta với quốc gia đồng, ngoài kia nắng lên tươi hồng, đi giữa cánh ngô đồng, linh cuốn ta vui mừng. Ui, đừng có mất đổ. Trời ơi, chót dại có một lần thôi mà bây giờ mình bị phạt như thế này. Tiểu đội trưởng đồng chí. Đồng chí tiểu đội trưởng. Sao lại làm gì này? Ôi, đồng chí Cún ấy à? Thực ra thì tôi không phải là tiểu đội trưởng gì đâu. Chẳng qua thấy cậu là lính mới nên là tôi bắt nạt đấy. Tôi xin lỗi cậu nhá.
À, đồng chí cũng là lính giống tôi à? Và xong nhớ rút kinh nghiệm nhá, từ lần sau không thế nữa nhá. Từ bây giờ tôi sẽ giúp đỡ cậu trong mọi công việc. Thôi tôi đi làm đây. Ui, cậu thật là tốt bụng. Nhưng mà tôi vẫn phải chịu hình phạt đã. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.